Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video trở lại của mình nha. Và sau một thời gian khá là dài rồi, khoảng 2 tháng rồi từ khi mà mình đăng cái video cuối cùng review chiếc lồng đại full phụ kiện cho đến ngày hôm nay, khoảng 2 tháng mình không có ra một cái video nào hết. Thì mình có một cái lý do là mình bận việc học. Thì năm nay là mình học có lớp 12 đó các bạn. Thì mình phải là bận việc học để mà thi cuối cấp. Đó, thi cuối năm lớp 12 đó, thi trung học phổ thông quốc gia đó. Thì không biết là trong cái kênh mình thì không biết là có bạn nào cùng tuổi với mình hay là không. Bạn nào mà cùng tuổi với mình thì mình nghĩ là đã thi hết trơn rồi. Chỉ riêng một số bạn ở cái vùng dịch đó thì các bạn đó sẽ thi lần thứ hai nha. Đấy, còn mình thì mình thi xong bữa chủ nhật với lại thứ hai rồi. Đấy, thì mình bận việc học hay là việc thi, cho nên là mình quyết định là ngưng làm YouTube 2 tháng qua luôn. Đó, và mình chỉ tập trung vào việc học với lại việc bán hàng nha. Hiện tại mình vẫn bán hàng bình thường luôn và cũng được rất là nhiều bạn ủng hộ mình trong thời gian qua luôn. Đấy, thì mình quyết định nghỉ trong 2 tháng qua để mà tập trung vào hai công việc đó là chính. Còn YouTube thì mình nghĩ là cùng lắm là tụt sắp xuống một tí, hoặc là sắp nó đăng ký thì nó chậm hơn một tí, thì mình nghĩ là cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Còn đối với việc học với lại việc buôn bán mà mình nghỉ 2 tháng thì không thể nào được. Vì thế là mình quyết định là chọn ra là cái YouTube là mình nghỉ 2 tháng, mình nghỉ tạm 2 tháng thôi, và mình sẽ trở lại và làm tiếp video cho các bạn xem. Và sau khi mình thi xong rồi thì hôm nay mình thi xong cũng được 2 ngày rồi, thì hôm nay mình bắt đầu làm video cho các bạn xem. Và mình sẽ cố làm thật là nhiều cái video về chia sẻ cũng như là về những cái thứ khác nữa để cho các bạn xem. Thứ nhất là giải trí, thứ hai là tham khảo những cái nội dung của mình để mà các bạn có thể nuôi hamster nó gọi là ok hơn nha. Đấy, thì nếu như mà các bạn có thêm cái ý tưởng gì đó mới thì các bạn có thể gọi là inbox ở phía dưới phần bình luận của cái video này luôn, để mình có thể ra được nhiều video hay hơn cho các bạn xem. Thì hiện tại nói chung là mình mới thi xong đó các bạn, cho nên là trong cái đầu mình là toàn là văn sử địa rồi các thứ các kiểu, cho nên là chưa có suy nghĩ được nhiều cái ý tưởng. Cho nên là hy vọng là các bạn xem được cái video này thì các bạn hãy giúp mình bằng cách là inbox ở phía dưới cái bình luận là những cái ý tưởng nào đó các bạn muốn mình làm á, thì các bạn inbox phía dưới. Mình sẽ cố gắng làm cho các bạn xem trong thời gian ngắn nhất nha. Rồi, và một điều nữa là mình xin cảm ơn những bạn trong thời gian qua đã nhắc nhở mình qua Facebook. Thì có rất là nhiều bạn nhắc nhở mình trong Facebook trong 2 tháng qua là bảo mình là làm video đi. Đó, rồi nhanh nhanh làm video đi anh Đạt, nhanh nhanh làm video đi các thứ các kiểu luôn. Thì mình gửi một lời cảm ơn chân thành đối với những bạn đó rất là nhiều, đã gọi là luôn ủng hộ mình, luôn theo dõi mình và động viên mình có nhiều động lực hơn để mà mình có thể làm video trong thời gian sắp tới nha. Rồi, và mình cũng xin gửi lời cảm ơn đối với những anh chị, những cô chú cũng như là những bạn, những em đã ủng hộ mua hàng mình. Đó, bằng việc là mua hàng mình trong thời gian qua, trong 2 tháng qua cũng như là thời gian trước kia nữa. Và hiện tại thì mình cũng là bán hàng bình thường, phải bán vật dụng cho hamster. Và có nhiều bạn, rất là nhiều bạn hỏi mình bán hamster hay là không. Có rất là nhiều bạn hỏi mua hamster luôn. Nhưng mà mình cũng bận cái việc học, vì thế là mình đã nghỉ 2 năm rồi. Một khoảng thời gian khá là dài là mình không bán hamster rồi. Và sắp tới thì dự kiến của mình là mình sẽ bán hamster lại. Nhưng mà mình có thể là mình bán theo cái kiểu là không phải là công nghiệp các bạn, mà mình bán theo kiểu là mình cho nó sinh sản luôn, như trước kia luôn, mình cho nó sinh sản luôn. Còn mình bán với cái loại hamster gọi là nó chất lượng về sức khỏe. Còn giá cả thì nó sẽ có thể là cao hơn một tí thôi, nhưng mà mình đảm bảo về cái sức khỏe hamster thì nó sẽ chất lượng cho các bạn. Đó, rồi thì nếu như mà khi nào mình bán thì mình sẽ thông báo qua YouTube hoặc là Facebook fanpage đồ cho các bạn xem hết luôn nha. Ok, và hy vọng là tới thời gian đó thì những bạn nào mà chưa có hamster, hoặc là những bạn nào dự định nuôi hamster, hoặc là những bạn nào mà muốn nuôi thêm hamster thì có thể ghé qua ủng hộ shop mình nha. Còn hiện tại vật dụng đồ thì mình vẫn bán bình thường. Khoảng ngày mai hoặc là ngày mốt thì mình sẽ đăng một cái video review vật dụng cho các bạn xem nha. Rồi, và đồng thời cảm ơn những bạn đã đăng ký video, xem video cũng như là đăng ký kênh của mình. Trong 2 tháng qua mình không làm một cái video nào, nhưng mà các bạn vẫn ủng hộ bằng việc đăng ký cho mình. Mình thấy lượt đăng ký nó cũng tăng lên đều đều, chứ không đến nỗi gọi là tụt thấp hoặc là không có người đăng ký. Đó, mình vẫn thấy là nó tăng lên đều đều. Còn lượt xem đồ thì vẫn ok. Đó, tuy là mình không có ra video mà được các bạn ủng hộ như thế là mình đã rất là quý rồi các bạn. Đấy. Rồi, và mình xin là gửi lời cảm ơn đối với tất cả mọi người ủng hộ mình rất là nhiều nha. Rồi,
Và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc, và hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong những cái video tiếp theo và cùng đồng hành với mình nhé. Rồi, và xin chào các bạn, và hẹn các bạn vào ngày mai hoặc ngày mốt, nếu như mà mình chỉnh sửa video kịp á thì ngày mai mình đăng cho luôn lên YouTube cho các bạn xem luôn nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở video gần nhất nha. Bye bye.